Mát, chương 5. Người bị quỷ ám ở Gerase. Đức Chúa Giêsu cùng các môn đồ sang đến bờ biển bên kia trong miền Gerase. Khi Ngài bước ra khỏi thuyền, lập tức có một người bị uế linh ám từ nghĩa địa chạy đến trước mặt Ngài. Người này sống giữa các mồ mả, dù dùng xiềng cũng không ai giữ anh ta được. Nhiều lần bị cùm chân, xiềng tay, nhưng anh ta đều bẻ xiềng tháo cùm, không ai đủ sức chế ngự được. Cả ngày lẫn đêm, anh ta cứ lang thang hết nghĩa địa đến đồi núi, la hét rồi lấy đá đánh bầm mình. Khi thấy Đức Chúa Giêsu từ đằng xa, anh ta chạy đến sấp mình trước mặt Ngài và kêu lên: Lạy Giêsu, Con Đức Chúa Trời chí cao, tôi có liên can gì với Ngài? Nhân danh Đức Chúa Trời tôi, xin Ngài đừng làm khổ tôi. Vì Đức Chúa Giêsu vừa phán: Hỡi uế linh, hãy ra khỏi người này. Rồi Ngài lại hỏi: Ngươi tên gì? Uế linh đáp: Tên tôi là Quân Đoàn, vì chúng tôi đông lắm. Uế linh lại van xin Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi miền đó. Bấy giờ có một đàn heo rất đông đang ăn trên sườn đồi. Các uế linh van này: Xin Ngài cho chúng tôi nhập vào đàn heo kia. Đức Chúa Giêsu cho phép các uế linh ra khỏi người ấy và nhập vào đàn heo. Cả đàn khoảng 2.000 con từ triền dốc lao xuống biển và chết chìm trong đó. Những người chăn heo chạy trốn và đồn tin ấy ra khắp thành thị, thôn quê. Dân chúng kéo đến để xem điều gì đã xảy ra. Khi đến chỗ Đức Chúa Giêsu, họ thấy người đã từng bị quỷ Quân Đoàn ám đang ngồi đó, mặc quần áo và tâm trí tỉnh táo thì họ sợ hãi lắm. Những người đã chứng kiến sự việc thuật cho họ nghe chuyện gì đã xảy đến cho người bị uế linh ám và cho đàn heo. Họ nài xin Ngài rời khỏi địa phận mình. Khi Ngài xuống thuyền, người vốn bị quỷ ám xin được theo Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu từ chối và bảo: Hãy về nhà, đến với những người thân và thuật lại cho họ những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho con và Ngài đã thương xót con như thế nào. Người ấy đi khắp miền Decapolis thuật lại những điều lớn lao mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho mình. Ai nấy đều kinh ngạc. Con gái Giai-ru và người phụ nữ bị rong huyết. Đức Chúa Giêsu lại xuống thuyền vượt qua bờ bên kia. Một đoàn người rất đông tụ họp chung quanh Ngài lúc Ngài đang ở bên bờ biển. Bấy giờ, một trong những viên quản lý nhà hội tên là Giai-ru đến. Khi thấy Đức Chúa Giêsu, ông liền phủ phục dưới chân Ngài, nài xin rằng: Con gái nhỏ của tôi sắp chết, xin Thầy đến và đặt tay trên cháu để cháu được chữa lành và sống. Đức Chúa Giêsu đi với Giai-ru. Một đoàn người rất đông cùng đi theo và lấn ép Ngài. Trong số đó có một phụ nữ bị rong huyết đã 12 năm. Lâu nay bà đã khốn khổ trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, nhưng bệnh không khuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Bà đã nghe nói về Đức Chúa Giêsu nên lẫn vào giữa đám đông, tiến đến phía sau Ngài và chạm vào áo Ngài. Vì bà tự nhủ: Chỉ cần chạm được áo Ngài thì ta sẽ được lành. Lập tức máu cầm lại, bà cảm nhận ngay rằng mình đã được chữa lành. Đức Chúa Giêsu liền nhận biết có một năng quyền vừa ra từ Ngài, nên Ngài quay sang phía đám đông và hỏi: Ai đã chạm vào áo ta? Các môn đồ thưa: Thầy thấy đám đông chen lấn Thầy, sao Thầy còn hỏi ai chạm đến ta? Ngài nhìn chung quanh để xem ai đã làm điều đó. Người phụ nữ biết điều gì đã xảy đến cho mình nên run sợ, đến phủ phục dưới chân Ngài và trình bày với Ngài tất cả sự thật. Đức Chúa Giêsu phán: Hỡi con gái ta, đức tin của con đã cứu con, hãy đi bình an và được lành bệnh. Khi Ngài còn đang nói, có người từ nhà của Giai-ru đến nói với ông: Con gái ông đã chết rồi, còn phiền Thầy làm gì nữa?
chẳng bận tâm đến những lời ấy. Đức Chúa Giêsu bảo viên quản lý nhà hội: đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Ngài không cho ai theo mình ngoài Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, em Gia-cơ. Đến nhà Gia-ru, thấy mọi người đang làm om sòm, kẻ khóc, người than inh ỏi. Ngài bước vào nhà và nói với họ: sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Không phải cháu bé chết đâu, nhưng nó đang ngủ. Họ nhào cười Ngài. Ngài đuổi mọi người ra ngoài, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ cùng ba môn đồ đến chỗ cháu bé đang nằm. Ngài cầm tay cháu bé và phán: Tali tha cum, nghĩa là: này bé gái, ta truyền cho con, hãy trỗi dậy. Lập tức cháu gái trỗi dậy và bước đi. Vì cháu đã lên 12 tuổi, mọi người đều kinh ngạc. Ngài nghiêm giọng ra lệnh cho họ không được cho ai biết việc này và bảo họ cho đứa trẻ ăn. Mát chương 6. Đức Chúa Giêsu tại Nazareth. Đức Chúa Giêsu rời nơi đó trở về quê hương mình, các môn đồ cùng đi theo. Đến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội. Nhiều người nghe Ngài giảng thì kinh ngạc và nói: do đâu ông này có được những điều ấy? Sự khôn ngoan mà ông ta được ban cho là gì? Làm sao tay ông ta có thể làm được nhiều việc quyền năng như thế? Chẳng phải ông này là người thợ mộc con trai Ma-ri, anh của Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đê và Si-môn đó sao? Các em gái ông chẳng phải đang ở đây với chúng ta sao? Và họ vấp phạm vì Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán: nhà tiên tri không bị khinh dễ ngoại trừ giữa quê hương, bà con và gia đình mình. Ở đó, Ngài không thể làm một việc quyền năng nào ngoài việc đặt tay trên một vài người đau ốm và chữa lành cho họ. Ngài ngạc nhiên vì lòng vô tín của họ, rồi Ngài đi giảng dạy khắp các làng gần đó. 12 sứ đồ được sai phái. Ngài gọi 12 sứ đồ, bắt đầu sai đi từng đôi và ban cho họ thẩm quyền trên uế linh. Ngài truyền cho họ: khi đi đường ngoài cây gậy, đừng đem theo gì hết, không bánh, không bao bì, không tiền túi, chỉ mang dép, không mặc hai áo. Ngài dặn họ: khi các con vào một nhà nào, hãy cứ ở đó cho đến lúc ra đi. Nếu có nơi nào người ta không tiếp và cũng không nghe các con, thì hãy đi khỏi đó, phủi bụi nơi chân mình, như một bằng chứng nghịch lại họ. Vậy các sứ đồ ra đi, rao giảng rằng mọi người phải ăn năn. Họ đã đuổi nhiều quỷ, sức dầu và chữa lành nhiều người bệnh. Herod giết Giăng Báp-tít. Vua Herod nghe nói về Đức Chúa Giêsu vì danh tiếng Ngài đã được nhiều người biết đến. Một số người nói Giăng Báp-tít đã từ cõi chết sống lại nên mới thực hiện được các phép lạ này. Một số khác thì bảo đó là Ê-li. Một số khác nữa thì nói đó là nhà tiên tri, như một trong các nhà tiên tri đời xưa. Nhưng khi nghe vậy, Herod nói: đây chính là Giăng, người mà ta đã chém đầu nay sống lại. Số là Herod đã sai người bắt Giăng, trói lại và giam trong ngục. Nhân việc vua đã cưới Herodia, vợ Philip em vua làm vợ. Vì Giăng đã can rằng bệ hạ lấy vợ của em mình là điều trái luật pháp, nên Herodia căm ghét Giăng và muốn giết đi. Nhưng bà không thể giết được vì Herod sợ Giăng, biết ông là một người công chính và thánh thiện nên vẫn che chở ông. Vua thích nghe Giăng nói, dù mỗi lần nghe xong lòng vua thường bối rối. Vào dịp sinh nhật, Herod mở tiệc chiêu đãi các cận thần, các sĩ quan và những nhân vật quan trọng trong miền Galilee. Con gái Herodia vào nhảy múa làm hài lòng Herod và khách dự tiệc. Nên vua nói với cô gái, hãy xin bất cứ điều gì con muốn, trẫm sẽ cho. Vua lại thề, bất kỳ điều gì con xin, trẫm cũng sẽ cho, dù một nửa vương quốc của trẫm. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin điều gì? Mẹ nàng nói, cái đầu của Giăng Báp-tít. Lập tức nàng vội vàng trở vào và tâu với vua, con muốn bệ hạ cho con cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm ngay bây giờ.
Vua đau lòng lắm, nhưng vì lời thề và vị khách dự tiệc, vua không muốn thất hứa. Vua liền sai một đao phủ đi và truyền đem đầu dân đến. Người ấy vào ngục chặt đầu dân, rồi để đầu trên mâm và trao cho cô gái. Cô gái trao cho mẹ mình. Các môn đồ của dân nghe tin đến lấy xác người và chôn trong mộ. Đức Chúa Giêsu hóa bánh lần thứ nhất. Các sứ đồ tụ họp chung quanh Đức Chúa Giêsu, tường trình với Ngài mọi việc họ đã làm và dạy dỗ. Ngài bảo các sứ đồ: các con hãy đi tẻ vào nơi thanh vắng nghỉ ngơi một lúc, vì kẻ quan người lại quá đông nên Ngài và sứ đồ không có thì giờ để ăn. Vậy thầy trò cùng xuống thuyền đi tẻ vào nơi thanh vắng. Nhiều người thấy thì nhận ra Đức Chúa Giêsu và các môn đồ, nên từ khắp các thành họ chạy bộ theo và đã đến đó trước. Vừa ra khỏi thuyền, Đức Chúa Giêsu thấy đoàn dân đông thì cảm thương họ, vì họ như chiên không có người chăn. Ngài bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Khi trời về chiều, các môn đồ đến thưa với Ngài: nơi này hoang vắng mà trời đã chiều rồi, xin Thầy cho dân chúng về để họ đi vào các vùng quê, làng mạc lân cận mua thức ăn. Nhưng Ngài bảo: chính các con phải cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng: chúng con phải đi mua đến 200 đơ-ni-ê bánh cho họ ăn sao? Ngài bảo: hãy đi xem các con có bao nhiêu bánh. Sau khi xem xét, các môn đồ thưa: có 5 cái bánh và 2 con cá. Ngài bảo các môn đồ sắp xếp dân chúng ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống thành từng nhóm, nhóm 100, nhóm 50. Đức Chúa Giêsu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời tạ ơn rồi bẻ bánh và trao cho các môn đồ để phân phát cho dân chúng. Ngài cũng chia 2 con cá cho mọi người. Ai nấy đều ăn no nê. Họ thu lại được 12 giỏ đầy những mẫu bánh và cá thừa. Số người ăn bánh là 5.000 người. Đức Chúa Giêsu đi trên mặt biển. Ngay sau đó, Đức Chúa Giêsu dục các môn đồ xuống thuyền đi trước qua bờ bên kia, hướng về thành Bethsaida, trong khi Ngài cho dân chúng ra về. Sau khi từ biệt họ, Ngài đi lên núi để cầu nguyện. Đến tối, thuyền ở giữa biển, còn Ngài thì ở một mình trên đất liền. Ngài thấy các môn đồ chèo chống vất vả vì gió ngược, nên khoảng canh tư đêm ấy, Ngài đi trên mặt biển mà đến với các môn đồ. Ngài muốn vượt lên trước họ, nhưng khi thấy Ngài đi trên mặt biển, các môn đồ tưởng là ma nên la lên, vì tất cả đều thấy Ngài và hoảng sợ. Nhưng Đức Chúa Giêsu liền phán với họ: hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ. Rồi Ngài bước lên thuyền với các môn đồ và gió yên lặng. Họ vô cùng kinh ngạc vì không hiểu ý nghĩa của phép lạ hóa bánh, do lòng họ còn cứng cỏi. Đức Chúa Giêsu chữa bệnh tại Gê-nê-sa-rết. Khi đã qua đến bờ bên kia, Đức Chúa Giêsu và các môn đồ đến đất Gê-nê-sa-rết neo thuyền tại đó. Vừa ra khỏi thuyền, dân chúng liền nhận ra Ngài. Họ chạy khắp vùng, hễ nghe Ngài ở đâu thì khiêng những người bệnh nằm trên giường đến đón. Bất cứ nơi nào Đức Chúa Giêsu đến, hoặc làng mạc, thành thị hay thôn quê, người ta đều đem những người bệnh đặt tại các chợ và nài xin Ngài cho họ. Ít ra cũng được chạm vào gấu áo của Ngài. Những ai đã chạm đến đều được lành bệnh. Mát chương 7: rửa tay trước khi ăn. Bấy giờ có mấy người Pha-ri-si và thầy thông giáo từ thành Giê-ru-sa-lem đến. Họ tụ họp chung quanh Đức Chúa Giêsu. Họ thấy một vài môn đồ Ngài dùng bữa mà tay không sạch, nghĩa là chưa rửa tay. Theo truyền thống của người xưa, người Pha-ri-si và người Giu-đa đều không ăn nếu chưa rửa tay. Khi ở chợ về, nếu chưa rửa tay cũng không dùng bữa. Họ lại còn giữ nhiều điều khác nữa như tẩy rửa chén tách, bình lọ và các đồ dùng bằng đồng. Vì thế những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo hỏi Ngài: tại sao môn đồ thầy không sống theo truyền thống của người xưa, cứ để tay bẩn mà dùng bữa vậy? Ngài đáp:
Ê-sai đã nói tiên tri về bọn đạo đức giả các ngươi thật là đúng. Dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Việc chúng thờ phượng ta là vô ích, giáo lý chúng dạy chỉ là những luật lệ của loài người. Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ tập tục của loài người. Ngài cũng nói với họ, các ngươi khéo bỏ điều răn của Đức Chúa Trời để giữ lấy truyền thống của mình. Vì Môi-se đã nói, hãy hiếu kính cha mẹ, và ai nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Nhưng các ngươi lại bảo, nếu ai nói với cha mẹ rằng những gì con có thể giúp cha mẹ là co ban, nghĩa là lễ vật đã dâng cho Đức Chúa Trời, vậy các ngươi không cho phép người ấy làm gì cho cha mẹ mình nữa. Như thế, các ngươi cố bám giữ truyền thống của mình mà chối bỏ lời Đức Chúa Trời. Các ngươi còn làm nhiều việc khác tương tự như vậy. Sau đó, Ngài gọi dân chúng đến và phán, tất cả hãy nghe ta và hiểu rằng, không có vật gì từ bên ngoài vào trong con người có thể làm ô uế người được, nhưng những gì ra từ bên trong con người mới làm ô uế người. Khi Ngài đã vào trong nhà và cách xa dân chúng rồi, các môn đồ hỏi Ngài về ẩn dụ ấy. Ngài phán, vậy các con cũng không hiểu sao? Các con không biết rằng chẳng có vật gì từ bên ngoài vào có thể làm ô uế con người được sao? Vì vật đó không đi vào lòng người, nhưng vào bụng rồi bị thải ra nơi kín đáo. Như vậy, Ngài ngụ ý rằng mọi thức ăn đều tinh sạch. Ngài lại phán, điều gì ra từ con người mới làm ô uế con người? Vì từ bên trong, từ lòng người mà sinh ra những ác ý như tà dâm, trộm cướp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, dối trá, phóng túng, ganh tị, vu khống, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu ấy đều xuất phát từ bên trong và làm cho con người ô uế. Đức tin của người phụ nữ Canaan. Từ đó, Đức Chúa Giê-xu lên đường đi đến địa phận thành Ti-rơ và thành Si-đôn. Ngài vào một nhà kia và không muốn ai biết mình ở đó, nhưng không thể giấu được. Một phụ nữ kia có con gái bị uế linh ám, vừa nghe nói về Ngài, lập tức đến phủ phục dưới chân Ngài. Bà là người Hy Lạp gốc Syrophenici. Bà xin Ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái mình. Đức Chúa Giê-xu bảo bà, phải để cho con cái ăn no trước đã. Vì lấy bánh của con cái mà ném cho chó ăn là điều không phải lẽ. Nhưng bà thưa rằng, lạy Chúa, đúng là vậy. Nhưng mấy con chó dưới bàn cũng được ăn những miếng bánh vụn của con cái. Ngài phán, con về đi. Bởi lời con vừa nói mà quỷ đã ra khỏi con gái con rồi. Về đến nhà, bà thấy con mình nằm trên giường và quỷ đã ra khỏi. Đức Chúa Giê-xu chữa lành người điếc. Đức Chúa Giê-xu lại rời địa phận thành Ti-rơ, đi ngang qua thành Si-đôn hướng đến biển Ga-li-lê và vào địa phận Đê-ca-bô-lơ. Người ta đem đến cho Ngài một người điếc và ngọng. Nài xin Ngài đặt tay trên người ấy. Ngài đem người ấy ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh ta và nhổ nước bọt thấm vào lưỡi anh ta. Rồi Ngài ngước mắt lên trời, thở dài và phán, Ê-phata, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tai người ấy được mở ra, lưỡi được thông thả và anh ta nói rõ ràng. Đức Chúa Giê-xu bảo họ đừng thuật chuyện này với ai. Nhưng Ngài càng cấm, người ta càng nói. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên và nói, Ngài làm mọi việc thật tốt đẹp. Ngài khiến kẻ điếc nghe được, người câm nói được.